cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật.
Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay kính thưa đại chúng, chúng ta học tiếp và quyển Nguồn Thiền Tam Tạng Kinh Điển, có nghĩa là gồm có kinh, luật, luận. Kinh thì do Phật chỉ dạy, và các đại đệ tử của Phật trùng tuyên, phân tích và được Phật chứng minh thì cũng được chấp nhận như là kinh. Luật do chính duy nhất Đức Phật đặt ra, Đức Phật chế định, không có người khác. Còn luận có nghĩa là những lời giải thích về kinh do chư tổ giải thích, ghi lại. Cho nên quyển Nguồn Thiền thuộc về kinh, luật hay luận, xin trả lời bằng ngón tay. Vì nếu quý vị phát biểu thì có một người nói còn những người khác không có nói. Quyển Nguồn Thiền là kinh, là luật hay là luận? Xin mời phát biểu. Thưa đại chúng, dĩ nhiên không phải là kinh, vì không phải là lời Phật dạy. Cũng không phải là luật. Luật là giới luật từ năm giới của Phật tử, 10 giới của Sa Di, rồi cho tới tỳ kheo giới, thì đó là luật, luật tạng. Và luận thì quyển Nguồn Thiền là một quyển luận do tổ nào ghi lại? Tổ Khuê Phong Tông Mật. Ngài thấy mình không có hiểu rõ lời Phật dạy, cho nên tổ tổng hợp và phân tích, tổng hợp những cái ý chính và phân tích giải thích cho chúng ta, và từ đó mình hiểu rõ lời Phật dạy hơn. Đoạn trên chúng ta đang học tới đâu? Đoạn trên đang học tới đang nói tới trước khi mà Tổ Đạt Ma chưa đến Trung Hoa. Thì ở Trung Hoa đã có Phật giáo chưa? Đã có rồi. Xưa nay các nhà nhận hiểu đều là bốn thiền tám định ở trước. Chỉ là học về bốn thiền là thiền gì? Tứ thiền của sắc giới. Từ ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc và xả niệm thanh tịnh địa. Và tám định có nghĩa là ngoài tứ thiền là cộng thêm tứ không. Hai thứ thiền đó cộng lại thành bát định. Lên cấp cao thì phải gồm luôn cấp dưới, chứ không phải nói con lên cấp cao rồi cấp dưới con không biết. Cho nên tại sao lên tới cái gọi là thiền mà vô sắc giới thì phải thông luôn sắc giới mới lên vô sắc giới được. Giống như mình học lên tới trung học tốt nghiệp thì không thể nói ô mẫu giáo con không biết, tiểu học con không biết, thì điều đó không thể được.
Cũng giống như hôm nay chúng ta tu vậy đó. Hằng ngày mình quân tu có nghĩa là gì? Mình điều phục tập khí của mình. Những cái gì còn tồn động, mình cố gắng nhìn nó bằng trí tuệ và chuyển hóa nó một cách nhẹ nhàng nhất. Ngày xưa mà chưa có học á, thì chúng ta thấy đầy khó khăn, tập khí là chịu thua đó. Vì nói con sinh ra con đã có cái tật đó rồi, con đã có cái tánh đó rồi, là coi như cố định, không có sửa được. Nhưng học Phật rồi, mình biết tất cả đều do quân tu, quân tập. Có thể ngay đời này, mà có thể nhiều đời, nhiều kiếp trước, chúng ta đã quân tu những cái si mê, vọng chấp này. Các vị cao tăng tu hành cũng đã có những cái công dụng tốt đẹp. Ngài Nam Nhạc Thiên Thai dạy lý tam đế, tu tam chỉ quán, giáo nghĩa rất là viên diệu. Đã hay như vậy thì sao còn phải học thiền nữa? Nhưng cửa tiến vào có thứ lớp, cũng chỉ là hành tướng các thứ thiền ở trước. Nó cũng không ngoài tứ thiền bát định, dù đã được triển khai tốt hơn. Là Thiên Thai dạy cho mình lý tam đế là sao? Gồm có đế. Đế là chân lý nào? Chân đế, tục đế, chân đế và đệ nhất nghĩa đế. Đó. Các vị cao tăng tu thiền mà tới thời kỳ tông Thiên Thai là như vậy. Và từ đó sẽ có tam chỉ quán, có nghĩa là gì? Ôn bài một chút. Tam chỉ quán có nghĩa là quán không, quán giả và quán trung. Không, giả, trung. Đó, mình thuộc lòng luôn đó. Không có nghĩa là sao? Tinh thần của Bát Nhã, các pháp duyên hợp, cho nên là không thật. Giả là chỉ cho cái gì? Cái không đó là chỉ cho tánh. Còn cái giả, cái thể, thể tánh là không thật. Nhưng bên này là cái tướng, là tướng giả. Cho nên cái tướng cũng có giả danh, đặt tên là như vậy, chứ nó không thật. Nhưng mà rồi cái mình nói giả danh mà cứ làm hoài được không? Không, người nào mà giả danh làm hoài thì người đó phạm phu hoài. Giả mà mình biết giả thì mình không không chấp, mình không từ đó tạo nghiệp. Còn nếu mà mình vẫn chấp và vẫn tạo nghiệp từ cái chuyện giả đó thì mình vẫn là mê. Mấy người để hiểu không? Cho nên cái thời gian mà gọi là từ mê mà tới giác đó, thì nó đầu tiên là giải ngộ, hiểu trên lý thuyết, nhưng phải qua tới chứng ngộ, điều phục được tập khí. Cho nên đừng coi thường phần điều phục. Không điều phục, không có kết quả tu hành. Đó, để chúng hiểu cho như vậy nha. Vậy thì từ ngày Thiên Thai, thì tông Thiên Thai triển khai như vậy đó. Nhân duyên sanh thì tự tánh đều không. Tự tánh cũng gọi là thể tánh, hiểu một cách khác là bản chất. Tánh là tánh chất, bản chất. Còn nhìn ở hình tướng thì sao? Thấy tánh không, nhưng mà đó là gọi là không quán. Nhưng mà có không? Có giả tướng. Giả có giả tướng thôi. Đó. Và khi nào mình thấy được hai đặc tính này, nếu mình nghiêng chỉ nói ô không, tánh không, cứ nói về hoài, thì đã viên mãn chưa? Chưa. Mình phải vừa thấy tánh không mà giả tướng. Có giả tướng, giả. Và có cái tên, cho nên gọi là giả danh. Đó, thì ôn lại như vậy. Mà ai thấy được cả hai mặt như thế là sẽ không kẹt vào có, và cũng không kẹt vào chấp không.
Chấp có là chấp cái gì? Chấp tướng là có. Ai mà chấp có là đang chấp tướng. Nhưng mà có người sẽ chấp không là vì cứ chấp về tánh. Đó, mấy người để hiểu chỗ này ha. Đó. Và chúng ta sẽ thấy được cái trung đạo có nghĩa là chúng ta đang nhận được thể tánh bất sanh bất diệt. Nhưng sao cũng tới thể tánh bất sanh bất diệt mà chưa chấp nhận? Vì vẫn là tu theo thứ lớp. Thứ lớp chứ không phải trực nhận. Đốn ngộ không phải, mà thứ lớp. Đó. Khi tu ba pháp quán này thành tựu, tâm sẽ lặng hết vọng tưởng. Đó, vẫn có một cái hiệu quả như vậy. Nhưng đây là pháp tu tiệm tu thứ lớp. Rồi, bây giờ tiến đến. Khi mà Tổ Đạt Ma, Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ đâu qua Trung Hoa? Mấy đệ phải vuốt đuôi theo. Khi mà chúng ta đáp á, trả lời á, là chúng ta động não. Và khi chúng ta động não là hạt giống trí tuệ của chúng ta, nếu nó mạnh là nó xuất hiện liền. Mà nó yếu thì vì mình nỗ lực để nhớ, cho nên nếu chưa kịp thì nghe cái lời đáp đúng cũng giúp cho chúng ta tiếp nhận hạt giống đó, nuôi dưỡng cho nó mạnh lên, kiên cố hơn. Còn mình ngồi cái bàn gọi là ngồi một cách không có tích cực thì nó cứ mờ mờ từ đời này qua đời khác. Nó giống như đang ngủ vậy đó. Mở mắt mà ngủ. Mấy cô đề hiểu không? Cho nên chúng tôi nhắc lại, nói sai cũng phải vuốt đuôi theo. Để làm chi? Mình biết, ôi trời, sao lần nào cũng trật lất vậy nè. Là biết mình dở quá. Và khi nào mình có một lần trúng á, là mình biết, khá, được. Rồi một thời gian nữa, khi mình thấy hai lần đúng, ô mừng quá. Rồi từ từ 3 lần, 5 lần đúng. Còn những người nào không có hoạt động, giống như đi học mà không bao giờ nạp bài á, thì có điểm không? Không, không có điểm. Nhưng mà đừng có nghĩ là như vậy sướng á nha. Mình không có nhận điểm zero. Mình không nạp là không điểm zero. Nhưng mà thật ra không nạp bài là đã zero điểm. Hiểu vậy nha. Chỗ truyền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đốn đồng với Phật thể. Đốn có nghĩa là truyền pháp đốn giáo, trực ngộ. Và khi trực ngộ là sẽ đồng với Phật thể. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy đó. Chúng ta không nên buông lung những cái tập nghiệp, những cái vọng chấp, những cái lăng xăng của mình. Mình phải biết nó không thật. Không thật, không theo là mình đang đồng với Phật thể. Mà mình theo vọng thì mình có đồng với Phật thể không? Không. Mình vừa không đốn ngộ và cũng không đồng với Phật thể. Chứ đồng với ai? Đồng với ma, đồng với phàm phu. Mấy cô để hiểu chỗ này không? Đó. Tại sao đồng? Tại sao mà đồng? Vì khi Phật ngộ đạo là ngộ cái gì? À, ôn, đây là phần ôn nha. Nhưng mà những phần ôn rất là quan trọng. Mỗi lần ôn là mỗi lần mới. Để làm gì? Để chúng ta củng cố cái hiểu của mình. Như khi mình học vậy đó, mình ngồi mình có vẻ mình hiểu hết á, sao đứng dậy nó không còn gì hết? Tại vì đó là trí tuệ gì? Trí tuệ bắp đùi, bắp vế của mình. Đứng lên là rớt xuống hết. Nó rất mới. Nghe tưởng hiểu chứ không có hiểu gì hết á. Chưa vô, chưa lọt vô tàng thức của mình. Rồi, khi Phật ngộ đạo là ngộ được, xin trả lời bằng cái tay của mình, ngộ được cái gì? Bản tâm thanh tịnh. Ngộ được cái bản tâm thanh tịnh. Chúng ta bây giờ tu kiến tánh. Kiến tánh là thấy tánh.
thấy tánh là ngộ được gì? Bản tâm thanh tịnh. Đó. Chỗ thấy thì đồng với Phật, nhưng Phật thì thành Phật vì ngộ bản tâm, bản tâm thanh tịnh. Mà ngộ bản tâm thanh tịnh rồi thì Phật còn loạn tưởng, còn vọng tưởng, còn sân si không? Không, sạch hết. Đó là cái điều kiện thành Phật đó. Ngộ nhưng mà vẫn loạn tưởng, vẫn tham sân si, gặp cảnh mình cũng rối loạn, thì mình đã ngộ bản tâm thanh tịnh chưa? Vẫn sống với tâm vô minh, chấp pháp, chấp ngã. Mưa đề hiểu chỗ này không? Còn chúng ta khác với Phật, ngộ được bản tâm cũng tròn đầy như thế. Nhưng nè, mấy cái này nè, vọng tưởng nè, phiền não nè, sạch chưa? Chưa sạch. À, vậy mình cần phải thanh lọc chỗ này không? Phải thanh lọc chỗ này nha, phải thanh lọc chỗ này. Phiền não vọng tưởng phải sạch. Phiền não vọng tưởng phát sinh lúc nào? Đố quý vị biết. Phiền não vọng tưởng phát sinh lúc nào? Mời phát biểu cho nó hăng hái lên. Giờ này giống như giờ tự thú vậy đó. Mà mình thấy được chính là mình giác ngộ, dù là mình thấy cái dở của mình. Kính bạch sư phụ, vọng tưởng phiền não phát sinh khi mình quên mình chạy theo vật. Đó, lấy một ý thôi, quên mình chạy theo vật thì mình sẽ có phiền não. Quên mình đâu còn nhớ bản tâm thanh tịnh, mà mình đang trụ chấp nơi các tướng mình cho là thật. Rồi mình gá vào đó, mình phân biệt lựa chọn và bất mãn nếu nó không giống ý mình. Đó, mà sinh ra phiền não, sinh ra vọng tưởng. Mà khi vọng tưởng phiền não chưa sạch thì chúng ta là Phật chưa? Chưa, còn là phàm phu. Đó, nên nhớ như vậy nha. Cho nên ai phiền não là đang nuôi dưỡng cái chất phàm phu của mình đó, vô minh tạo nghiệp của mình đó. Đứng về thể thì chúng sanh có đồng với Phật không? Đồng. Nhưng mà về cái gì mà khác xa với Phật? À, chúng ta phải biết điền chữ nha. Những chữ này khi học á, từ bài này chúng ta ứng dụng qua bài khác. Đã nói có thể thì phải có dụng. Đó, đứng về thể, cái tâm thể, tánh thể thì đồng với Phật. Đó, mấy cái chữ đó nó rất là cao thượng để mình hướng đến. Thể, tánh thể, tâm thể đồng với Phật. Nhưng về dụng, à, nó còn đi chung một chữ nữa, là đố quý vị biết chữ dụng đi chung với cái chữ gì? Tướng. À, chúng tôi nhắc lại, từ bài học này chúng ta sẽ hiểu bài học khác. Đứng về tướng, về dụng, à, thì chúng ta còn cách xa Phật. Cho nên phải tu từ từ. Tu từ từ, có thật sự phải từ từ không? À, nếu chúng ta quyết tâm thì không cần từ từ. Chuyện gì đến chúng ta liền biết, không chạy theo. Chuyện gì đến chúng ta trở về với cái tâm thể thanh tịnh sẵn có hiện tiền. Và Hòa Thượng có chỉ mình cái chỗ này chưa? Chỉ rồi, nhưng có nhiều người chưa chịu tu. Mà không tu cái lời này dạy thì qua tới chỗ khác không biết ứng dụng. À, quý vị phải tu lại bài pháp biết có chân tâm. Và cái người yếu đuối, đạo lực chưa có, thì Hòa Thượng, ân sư, sư ông đã rất từ bi chỉ. Nè các con, quy sáu căn về chân tâm. Chữ đó có thể mình viết, mình thuộc, mình nói được, nhưng biết cách dụng công chưa? Quy làm sao?
Đó, đó là tu phải chân thật. Nè, nhìn bình hoa nè, nhìn bằng Phật nè, quy là sao? Ngay khi đối diện, mình phải quay về, nhận được tâm mình vào giây phút đó. Chứ không phải đối cảnh cái chạy theo. Ồ, bông lan này đẹp quá ha, bên này trắng tím, cái bên kia tím tím, rồi cứ chạy theo nói đủ thứ hết. Thì cái này có quy chưa? Chưa quy, còn phóng tâm ra ngoài. Hiểu chỗ này không? Cho nên những khi phiền não là mình đang quy sáu căn hay là đang phóng sáu căn theo cảnh. À, biết lỗi của mình đó. Lỗi là phóng theo cảnh, không có quy, không có quy về tâm. Nếu quy về tâm thanh tịnh, không bao giờ vọng tưởng, không bao giờ phiền não. À, biết cái vọng tưởng phiền não là biết anh này là phóng tâm rồi, quên tâm rồi, không tới thôi, dính mắt rồi. Khi mà mình học như thế, ôn như thế, thì chúng ta sẽ biết mình kẹt ở chỗ nào. Ha, và cái giờ học là cái giờ mà mình thấy lỗi mình có bài bản, có căn cứ, rất là trí tuệ, từ Phật, từ Tổ chỉ dạy. Còn trong cuộc sống thì huynh đệ chỉ dạy với nhau. Đó là gọi là nhắc nhau để đồng tu. Cái người mà thật sự ham tu không có vì chỉ lỗi mà phiền muộn. Mình đi tu mình muốn tiến không? Muốn tiến thì phải biết lỗi để không phạm. Biết lỗi mục đích để không phạm. Mà không phạm thì việc tu hành mình được viên mãn thành tựu. Cái phần kết quả thì thích. Nghe chữ viên mãn thành tựu cái thích không? Thích ơi là thích. Nhưng mà phần thấy lỗi để không tiếp tục thì sao? Không chịu. Không chịu thì sao mà viên mãn thành tựu được? À, muốn mà không làm không bao giờ thành công hết. Cho nên đối với người tu theo thiền tông rất khó đạt được ý chỉ cao siêu này. Ý chỉ cao siêu là chỗ nào thưa đại chúng? Nhắc lại để mình hiểu cái lời khai thị. Ý chỉ cao siêu là chỗ nào? Là trở về bản tâm thanh tịnh, là thấy tánh, tiếp xúc nhưng mà thấy tâm, thấy tánh của mình chứ không có thấy vật. Còn mình lanh lắm, vừa nghe cái mình nói con hiểu cái tâm người đó làm sao rồi đó ha? Con biết nói vậy là nó móc con chỗ nào rồi đó, không biết hết á. Nhưng mà biết cái lanh này là lanh của Phật hay là cái lanh của phàm phu, đôi khi cái lanh của ma nữa đó. Nhưng mà mình hay phát triển chỗ này lắm, chứ mình không trở về ngay lúc nghe bất cứ cái gì cũng là bản tâm thanh tịnh hiện tiền, bản tâm bất sanh bất diệt hiện tiền. Đó, hôm nay quý vị nên, ai mà tu chưa tiến đó, là ghi ngay cái chỗ này để thực hành. Mà điều gì mình có làm mình sẽ thành công. Mà điều gì mình không biết á, thì có để hoài nó cũng vậy thôi. Giống như cái sân mà không biết nó dơ thì nó cứ dơ hoài. Cái tâm không biết nó ô nhiễm thì nó cứ ô nhiễm hoài. Nhưng mà khi mình biết thì từ từ mình sẽ chuyển. Và một lúc nào đó cái sự chuyển của mình nó dễ dàng lắm. Tại vì quen rồi, rành rồi. Và Hòa Thượng xưa ông có bổ sung cái ý này là đối với người tu theo thiền tông rất khó đạt được ý chỉ cao siêu này. Còn nếu đạt được tức thành thánh, thành Phật. Còn không đạt được thì rơi vào địa ngục trò than. Đó. Vì vậy chúng ta được nhắc nhở như thế nào? Vì vậy tôi thường nói thiền cũng như con dao bén, biết sử dụng thì rất lợi ích,
không biết sử dụng thì tai hại vô cùng. À, ở đây Hòa Thượng nhắc như vậy, nhưng mà mình phải hiểu như thế nào? Biết sử dụng là biết sử dụng gì? Biết sử dụng cái gì mà rất lợi ích? Không biết thì tai hại vô cùng. À, biết sử dụng cái gì nha? Mình nghe mình phải biết đặt nghi vấn thì mình mới hiểu đầy đủ trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì chúng ta nhận ra từ tánh không theo vọng tưởng và sống với từ tánh thanh tịnh ấy. Nếu một đời chúng ta làm không xong thì cũng tỉnh táo để đời khác làm tiếp. Đó, ở đây chính là phần lợi ích hay tai hại. Lợi ích là nhận ra tự tánh, mà nhận ra tự tánh chính là nhận ra cái gì? À, chân tâm, Phật tánh. Rồi nhận ra cái gì nữa? Ông chủ á, nhận ra ông chủ đó, nhận ra ông chủ của mình. Nếu nhận ra, và khi nhận ra, mình sẽ nói con nhận ra rồi, nhưng mà mình nhìn ở đâu để mình tin hay không tin? Nếu thấy người đó cứ theo vọng tưởng và tạo vọng tưởng thì người đó có nhận ra không? Không, hai cái đó không bao giờ đi chung. Như đã nói, có đèn sáng trong nhà thì không bao giờ có bóng tối, mà nhà lúc nào cũng tối hù hết á thì biết là không có ánh sáng. Vậy nhận ra tự tánh thì phải không có vọng tưởng và không theo vọng tưởng. Không có vọng tưởng là khi mình tu giỏi. Nhưng nếu mình tu chưa giỏi thì lỡ có vọng tưởng mình sẽ không theo. Đó, mấy ưu đệ mới tu nên ghi rõ những cái bước tu tập như thế, để mình không có buồn phiền. Vì khi mình thấy, ủa sao mình có vọng tưởng hoài vậy? Trời ơi, có được là tốt đó. Thấy được là khá hơn ngày xưa không thấy. Nhưng hôm nay thấy rồi, phải thêm chữ không theo. Đó. Và không theo thì đang sống với tâm nào? Tâm thể thanh tịnh. Không theo là đang sống với tâm thể thanh tịnh. Còn đòi gì nữa? À, còn đòi nữa thì phải vọng tưởng không? Lại là vọng tưởng. Đó, để ý vậy đó. Còn nếu một đời mà làm không xong, chuyện tu Phật có phải một đời xong được không? Không, nhất là những vị phát tâm muộn màng, rồi thân bệnh, rồi gia duyên, rồi đủ thứ hết, thì một đời làm sao xong? Chứ không có nghĩa tu trễ mà không xong nha. Quý vị biết là chúng ta có những bậc tổ sư đã giúp cho chúng ta được từ bi vào đạo dù là tuổi lớn. Khi Đức Phật sắp niết bàn, vào giờ chót sắp niết bàn, Đức Phật đã độ một vị bao nhiêu tuổi? 120 tuổi. Rồi cái độ xong, cạo đầu xong, cái xin về nhà, phải không? À, xin về nhà, cái nói thôi giờ tuổi lớn quá, mệt quá, thôi ở nhà tu luôn. À, phải vậy không? Không. Ông được Phật cho xuất gia vào giờ Phật sắp niết bàn. Vị đó 120 tuổi liền ngồi chỗ vắng vẻ gần nơi Phật niết bàn và đã chứng tứ quả A La Hán. Nhờ công đức lành này mà về sau những vị phát tâm tu khi tuổi đã lớn mới được chấp nhận. Chứ không phải tự nhiên mà mừng quá cái nghe ham xuất gia cái mừng cho xuất gia đâu. Cho xuất gia là phải tiến tu. Còn cho xuất gia rồi cái xìu xìu ẩn ẩn thì không có lợi ích gì cả. Nếu một đời mà làm không xong thì cũng tỉnh táo để đời khác làm tiếp. Chúng ta vẫn tỉnh. Thưa đại chúng, làm sao biết mình tỉnh? Đó, xin trả lời chỗ này. Làm sao biết mình tỉnh hay mê? Đó, xin cầm micro trả lời. Làm sao biết mình tỉnh? Rồi, hiền quá ha.
hả, chỗ nào trả bài này kia cái giao tôi hết á. Làm sao biết mình tỉnh hay mình mê? Rồi không ai dám nói á, sợ trật nha. Rồi mời Khánh Như. Mời Khánh Như. Bố Phật, khi mình biết mình mê là mình theo vọng, biết mình tỉnh là mình không có theo vọng. À, biết mình tỉnh mình không theo vọng, không biết... có quên mình theo vọng. Đáng lẽ câu này giao cho Khánh Khánh Thiện nói á. Làm sao biết mình mê con? Rồi mình có tỉnh được không? Làm sao biết mình mê và mình có tỉnh được không? Hay đợi tu. Dạ, mô Phật, cái chỗ mà mình biết. Dạ, tới cái chỗ mà mình biết là rất là mình đã buông rồi. Dạ, mô Phật. À, biết cái gì mới được chứ? Biết là biết cái gì, mình nói một cách thực mình tế. Mình biết vọng không? Mô Phật. Bà sư phụ, mình biết vọng. À, vọng ở đâu? Bà sư phụ. Vọng nơi nơi mình á. À. Mình đang... mình thấy mà mình chắc á. Đó, vậy đó. À, mình đi theo cái cảnh là mình không, mà biết là mình là vọng rồi. Cho nên ngay lúc mà mình biết á là mình đã buông rồi. À, dạ, Mô Phật. Chưa biết nha. Có khi biết mà tiếp tục đó. À, biết mà buông có nghĩa là tỉnh. Biết có khi không buông thì chưa tỉnh, còn mê. Mà dĩ nhiên không biết là còn mê dữ dội nữa. Mấy cô đệ nên ghi ba cái điều đó để trong khi mình tu. Rồi mời Khánh Niệm. Dạ, Mô Phật. Dạ, khi đó thì mình cắt cái bản ngã của mình đó thầy. Ngoài bản ngã mình cao. Rồi, ngoài chấp ngã nó còn chấp pháp. Thường thường hai cái đó đi chung với nhau. Dạ, chấp pháp. Ờ, mình chấp ngã. Dạ. Cho nên từ bản ngã này nó không chịu cái pháp đó, nó đòi một pháp khác. Thí dụ nó đòi cái pháp khen thôi chứ không được chê. Nhưng mà nếu khen không có phải nó vui không? Không nha. Khen nhỡ khen người khác, không khen nó đâu có vui. Cho nên đòi khen, nhưng mà phải khen bản ngã. Ngã và pháp thường đi chung với nhau. Đó. Thì ở đây, nếu một đời làm chưa xong, thì nhờ đã có huân tu, thì cái sức tỉnh này nó sẽ tiếp tục hành trì trong đời kế tiếp. Giống như nói một cách khác, nếu việc này chúng ta lỡ mê, thì chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực để lần khác chúng ta tỉnh, chúng ta không lầm như thế nữa. Không có sao cả. Ở đời có câu gọi là thất bại là mẹ của thành công. Nếu không thất bại thì sẽ không có thành công. Thất bại là thấy mình dở, mình vọng tưởng phiền não đó. Và mình đã biết rồi, lần khác mình sẽ không có lầm. Còn người không đạt được tự tánh thì sao? Còn nếu người không đạt được tự tánh, nghe nói không tội, không phước, không nhân, không quả, không thiện, không ác, hay đói ăn, mệt ngủ, vân vân, rồi chấp vào những lời đó mà tha hồ thụ hưởng và không chịu tu hành, như vậy là sa vào địa ngục. Đó, ở đây trường hợp thứ hai là người không đạt được tự tánh. Còn ở trên là người nhận ra tự tánh. Nhận ra tự tánh thì nên biết nhận được tự tánh có nghĩa là phải không theo vọng tưởng phiền não. Đó, đã nói rõ phần trên rồi. Bây giờ trường hợp thứ hai, người không đạt được tự tánh mà nghe nói không tội, không phước, không nhân, không quả, không thiện, không ác, nghĩa là sao? Cảnh giới này là cảnh giới vượt đối đãi hai bên, cho nên không nhân, không quả, không thiện, không ác, đói ăn, mệt ngủ. Nghe như vậy mình thích không? Cái mình nói con thích chỗ này đó à, rồi sao? Mình đói ăn, mình ngủ hoài à, mà không có
sống với tự tánh, thì chấp những lời đó tha hồ thụ hưởng và không chịu tu hành, thì kết quả sẽ bị đọa vào địa ngục. Đó, địa ngục là gì? Nếu mà đọc tụng giới đó, mình sẽ hiểu là địa ngục là cảnh tối tăm thôi chứ cũng là gì. Địa ngục là nơi khổ và nơi tối tăm không có trí tuệ. Xa vào địa ngục là mình sẽ rơi vào chỗ đường khổ, mình sẽ rơi vào cái chỗ không có trí tuệ, chấp ngã, chấp pháp và tạo nghiệp không sợ hãi. Đó. Vậy tu thiền mà không nhận ra ý chỉ thì dễ lạc lắm. Nên khi soạn dịch những cuốn sách thiền, tôi không chịu giải thích. Tùy ai đọc hiểu thì hiểu, không hiểu coi như đọc chân ngôn thần chú cũng được. Đó, ngày xưa mình đọc quyển Ngũ Đăng Hội Nguyên mình hiểu không? Không hiểu gì hết, đọc như đọc thần chú. Hôm nay cũng phải cẩn thận. Có vẻ hơi hiểu, nhưng nếu hiểu mà không nhận được ý chỉ thì sao? Có khi mình lại hài lòng trên cái hiểu đó, rồi vẫn theo nghiệp. Đó là điều quan trọng mà tại sao Hòa Thượng ngày xưa không chịu giải thích. Đọc sách thiền, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì coi như chân ngôn thần chú đi. Nhưng mà có phải tới đó là cuối cùng đâu? Có nhiều người phàn nàn, thầy dịch sách đọc không hiểu, tôi biết nhưng vẫn không giải thích. Phải chăng là tôi ích kỷ? Không. Ở đây là lý do nào mà thầy có thái độ như vậy khoảng cái thời gian mà thiền mới bắt đầu khôi phục, khoảng năm 1970 mấy, không bao giờ giải thích rộng, trừ khi vào chúng tu tập mới được chỉ dạy. Còn ở bên ngoài, trường hợp giống như ông Trúc Thiên dịch sách thiền, thời gian đọc dịch thiền luận vân vân, chỗ nào khó là ông giải thích, cho nên một số thanh niên thích lắm nhưng rốt cuộc trở thành bệnh. Nghĩa là sao? Lặp lại những lời cao siêu của thiền mà không thực hành, vẫn buông lung sống theo tập khí tập nghiệp vô minh của mình. Đối với thiền, khi nói đến chỗ cứu kính thì vượt ngoài vòng đối đãi tầm thường. Vì thế trong nhà thiền mình nghe chữ không thiện không ác. Không thiện không ác chính là vượt ngoài vòng đối đãi tầm thường. Không thương không ghét, cái từ đó mỗi lần nói chuyện gì, không thương không ghét, nghe có vẻ giống như thiền, nhưng mà mới là thiền ngữ, gọi là thiền đầu môi, chứ chưa phải là cái thiền rốt ráo của tâm thiền. Đói ăn, mệt ngủ, vân vân. Đối với thanh niên bây giờ, không ưa ràng buộc, thích cái gì là làm cái ấy. Họ cho đó là sống theo thiền. Đó, chỗ này gọi là đói ăn, mệt ngủ đó. Muốn gì thì làm nấy. Nếu thích mà không làm là còn lẫn quẩn trong vòng tu thiện bỏ ác. Còn tầm thường chưa phải là thiền. Đó, đây là cái hiểu sai lầm của những người mới biết về thiền và mới có thưởng thức cái ngôn ngữ siêu thoát của thiền rồi lặp lại chứ chưa biết hành trì. Nếu hiểu thiền như vậy là dễ đi xuống địa ngục. Vì vô chấp là tâm hết sạch vọng tưởng. Đó, cái chữ này là cái chữ mà chúng ta cũng phải tô đậm để mà hành trì. Chúng ta tu Phật không cần phải tu thiền, chúng ta cũng phải vô chấp. Mà vô chấp là sao? Không phải nói tôi vô chấp, tôi vô chấp là vô chấp, mà vô chấp có nghĩa là tâm hết sạch vọng tưởng. Sống phóng khoáng,
không còn bị cái nhìn nhị nguyên chi phối. Nhị nguyên là gì? Cái gì cũng phải quấy, thích hay không thích, ưa hay không ưa, bao giờ cũng có đối đãi hai bên, không bao giờ thiếu vắng. Thì như vậy là người chấp hay vô chấp? Chấp. Người ấy sống được với bản tánh nhất như. Chúng ta còn đầy ắp vọng tưởng, đang bị phiền não phủ che, mà nói là vô chấp. Ưng chi làm nấy, đó là phóng túng, làm theo dục vọng, theo bản năng, chớ đâu phải sống theo bản tánh. Đó, có hai chữ mà để ý ha. Bản năng và bản tánh. Bản năng có nghĩa là sống theo cái ưa thích tầm thường của con người thôi. Còn bản tánh là sống với cái tâm thanh tịnh, vượt thoát khỏi nhị nguyên. Cái tâm đó là tâm bất sanh bất diệt. Và nếu đó là những điều tốt đẹp mà phải nói rằng chưa dễ gặp được. Vì thế cái lời tán thán, tán pháp mỗi ngày chúng ta đọc đó, pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Vậy hôm nay nếu nghe tâm sạch hết vọng tưởng là vô chấp, vượt khỏi nhị nguyên, và đó là người sống với bản tánh bất sanh bất diệt, chúng ta nghe những chữ này thôi cũng trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Chứ đừng nói là biết hành trì. Biết hành trì là những người có đủ phước duyên. Còn đôi khi chúng ta nghe rồi hài lòng mà không thực hành thì cái phước chỉ là một phần nhỏ thôi. Cho nên trong bài Tính Tâm Minh của Tổ Tăng Sáng có câu: hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách. Quý vị nghe giải thích từ chữ nha. Hào ly hữu sai là có sai, có sai lệch á, không có đúng á ha. Dù là hào ly là một chút xíu thôi, một hào một ly là một chút xíu thôi, thì đất trời đã xa cách. Thiên là trời, địa là đất, huyền cách là đã xa cách muôn trùng rồi. Nếu mà sai một hào ly. Hào ly là sao? Thí dụ ngay khi trong hiện tại tiếp xúc với cảnh, hào ly ở chỗ cũng ngay cái cảnh này, mắt cũng đang tiếp xúc với sắc, tai vẫn đang tiếp xúc với âm thanh, mà sai một hào ly có nghĩa là ngay đó mình trụ nơi sáu trần. Là sai hay trúng? Sai. Trụ rồi phân biệt là sai. Nhưng mà ngay cái mà thấy biết rõ ràng, rõ ràng chân tâm thanh tịnh hiện tiền, không có trụ. Không trụ nha đại chúng. Chữ trụ có nghĩa là dính mắc, rồi từ đó phân biệt, rồi có thái độ. Đó, còn ai mà thường có thái độ thì mình biết bệnh nặng chưa? Bệnh nặng của con người luân hồi sanh tử. Đó, thái độ phiền não bệnh nặng. Bây giờ mình biết là tốt rồi, chứ không phải là học đạo là hết bệnh đâu. Bệnh phiền não vô minh không dễ hết, nhưng nhờ mình biết mình không tiếp tục, bệnh sẽ hết. Tôi đã từng nhắc nhở, tu thiền phải khéo léo, nếu hiểu lầm một chút là tai họa. Đó, hiểu lầm một chút thôi, hiểu không tới nơi, mà quan trọng nhất là không có hành trì đúng chánh pháp đó. Thà là để cho người không hiểu, nếu hiểu thì hiểu cho chín chắn. Thí dụ quy sáu căn về chân tâm. Ban đầu khi nghe thầy mới tuyên bố như vậy, một số người đã vội vàng nghĩ rằng như vậy thì sẽ đọc cái câu mặt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm,
như đọc thần chú, có phải như vậy không? Câu đó là câu hướng dẫn thực hành. Khi mắt mình biết thấy, không những thấy mà mình phải nhận cái biết thấy là cái gì, thì cái biết thấy đó mới là chân tâm. Biết thấy chữ đó nghe nó đọc nó dễ, nhưng mà hành trì phải rất chín chắn. Rồi tai biết nghe là sao? Đó. Và cái biết nghe đó là chân tâm. Mình phải nhận ra được cái biết thấy, nhận ra được cái biết nghe, và cuối cùng mình nhận ra chân tâm một cách trọn vẹn. Đang qua diêu dụng nơi sáu căn đó, thì những cái bước đó chậm, nhưng mà nếu đi một cách chắc thì từ từ. Mới đầu mình còn phải từ từ, nhưng mà lần lần vừa tiếp xúc là chân tâm hiện tiền, không còn tiệm tu nữa. Mấy người đề hiểu cái điều đó. Một số người không hiểu, lại tưởng cứ đọc cái câu đó như thần chú, thì điều đó là quá sai. Thà để cho người không hiểu, nếu hiểu thì hiểu cho chín chắn, vì chỗ đó dễ bị lầm lắm. Ví dụ như mắt biết thấy chẳng hạn, cái thấy vậy cái nào rồi, ngay con mắt đang biết thấy nè, vậy ngay con mắt này là chân tâm, đúng không? Sai. Mắt không phải là chân tâm, mà cái biết đang nương con mắt hiển lộ, đó là dụng của chân tâm. Và chúng ta chậm chậm để làm sao chúng ta luôn luôn nhận ra nó. Mới nghe qua thấy dễ, tưởng chừng như sống được, nhưng đến khi dùng tâm tu mới thấy khó. Hay nói một cách khác, khi xúc sự thì sao? Thấy mình đất trời xa cách liền. Khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần, có cái biết không? Có, cái biết đang hiển lộ qua sáu căn. Nhưng đất trời xa cách là mình không có nhận ra chân tâm, mà mình lại trụ và phân biệt, thì đang sống với tâm nào? Vọng tâm, chứ không phải là chân tâm. Đó, thành ra thưa đại chúng, nhắc lại, mình phải cẩn thận. Dù hôm nay mình chưa làm chủ được tâm, mà mình đã biết mình lầm là một bước tiến bộ rất lớn. Không bao giờ quá tham để đòi hỏi khi chúng ta mới bắt đầu, rồi không khéo mình sẽ nản lòng đó, mà như vậy thì quá tham, vô minh nhiều đời nhiều kiếp. Mới học đạo hiểu được là có phước rồi, hãy nỗ lực. Giai đoạn đầu khó khăn vì mình sẽ theo tập khí cũ, nhưng một thời gian ngắn thôi mình sẽ thuần tục. Không phải là quá phước đức sao? Nên ở đây tôi chủ trương dịch sách, không giải thích, để người mộ thiền muốn hiểu kỹ tới hỏi tôi sẽ giải thích và hướng dẫn cho tu một cách tường tận. Thưa đại chúng, đây là chỗ sẽ xuất hiện những người vì đạo muốn đi tìm chân lý. Khi mình nghe nói chân tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt, ủa nói đâu? Rồi nói rằng vọng tưởng phiền não không được, không được tiếp tục, không được phát triển mà phải không theo. Thì nghe như vậy, người mộ thiền có nghĩa là những người hâm mộ, quý kính thiền tông, muốn hiểu kỹ. Hiểu kỹ để làm gì? Phải để nói không? Không, mà để tu, để thực hành. Cho nên mới tìm tới nơi có pháp. Thì lúc đó bậc thầy thiện hữu tri thức sẽ giải thích. Giải thích thì trên văn tự, nhưng cũng hướng dẫn tu, có nghĩa là thực hành. Và một cách tường tận có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải theo dõi
giải thích hay theo dõi thực hành? Thì đại chúng tới đây cần phải hiểu rõ. Sau khi học rồi thì coi cái tu của mình là theo dõi trên nói hay làm? Làm. Thực hành là điều quan trọng nhất. Nói trúng mà làm không trúng thì cũng nên cẩn thận trở lại để điều tâm. Chư tổ, trước ngày sự lầm lạc nên một người truyền một người. Đời sau có chỗ bằng cứ nên sự truyền bá rộng rãi. Ở đây chúng ta cũng sẽ vượt qua cái đoạn này để nhớ giai đoạn đầu thì tổ truyền cho mấy người, một vị truyền cho một vị. Ngay khi Đức Phật truyền tâm ấn cũng truyền cho bao nhiêu vị? Một thôi, đó chính là Sơ Tổ Cà Đại Ca Diếp. Và khi mà Sơ Tổ truyền cho Nhị Tổ thì truyền cho ai? Ngài A Nan. Một truyền một thôi. Cho đến tới đời Ngũ Tổ truyền cho mấy vị? Thật ra truyền một, nhưng mà trong Pháp hội Hoàng Mai đã có đông người hiểu thiền, hành thiền. Cho nên bên cạnh cái truyền dòng chính là Sơ Tổ truyền, Ngũ Tổ truyền cho Lục Tổ, cũng có những vị đồng thời được coi như là nhận được cái tâm ấn của mình. Nhưng mà không, Tổ thì truyền một người thôi. Nhưng mà bên cạnh trong Pháp hội đã có nhiều người cũng chứng ngộ. Và sau cái đời của Lục Tổ thì rất nhiều người ngộ đạo. Thì tới đây chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Theo tinh thần của Thiền Tông, có thể làm thiện tri thức trong hai trường hợp. Mà thiện tri thức là gì? Thiện tri thức là khi mình tu, mình cái đốn giáo và tiệm giáo đó. Phật nói có đốn giáo và tiệm giáo. Thiền mở bày có đốn môn và tiệm môn. Hai giáo và hai môn. Giáo là giáo lý, và hai môn có nghĩa là về thiền. Đốn môn và tiệm môn mỗi phần phù hợp nhau. Nay người giảng pháp nghiên giải giáo tiệm, có nghĩa là cái người giảng pháp thường thường nghiên có nghĩa là phần nhiều, giảng giải về cái giáo lý mà tiệm tu. Người tu thiền nghiên truyền môn đốn. Một bên là giảng, một bên là truyền. Tu thiền thì nghiên về truyền bá cái môn thiền đốn ngộ. Người giảng pháp, người tu thiền gặp nhau thì cách biệt như hồ Việt. Hồ là ai? Hồ là chỉ cho Ấn Độ, mà Việt á là chỉ cho những người phương Đông nè. Tu thiền và người giảng pháp gặp nhau không có có sự thông cảm, tại một người nghiêng về tiệm tu, một người nghiêng về đốn giáo. Tông mật tôi không biết đời trước tại sao huân được tâm này, thấy được cái trở ngại mà giữa giáo và thiền không có thông cảm lẫn nhau, giáo môn và thiền môn không thông cảm lẫn nhau. Cho nên Ngài Khuê Phong Tông Mật mới có một cái tâm như sau: mình chưa giải thoát, muốn giải thoát cho người. Vì pháp quên thân mạng, trong tâm thương người thống thiết mỗi khi than. Người cùng pháp sai, pháp do người thành bệnh. Ở đây chúng ta phần sau sẽ được nghe giải thích rõ
người cùng pháp sai, sai khác. À, rồi cũng do người mà pháp sai, nhận sai, hành sai. Và pháp do người sẽ thành bệnh. Đó, một cái thì sai, một cái thì thành bệnh. Nên riêng chọn trong kinh luật, luận, sớ, mở rộng cửa giới, định, tuệ, bày đốn giáo, giúp cho tìm tu, chứng minh lời tổ, nói hợp với ý Phật. Đó là cái tâm rộng lớn của Ngài Khuê Phong Tông Mật. Ngài mới chọn ở trong kinh luật luận Tam Tạng Kinh Điển luôn cả sớ. Sớ là giải thích luận, mở rộng cửa giới định tuệ, rồi mới bày đốn ngộ giúp cho tiệm tu. À, khi mà Ngài hiểu rõ như vậy, thông suốt như vậy rồi, thì Ngài làm cho tiệm tu và đốn ngộ nó có chỗ song hành, chứ không phải chống trái lẫn nhau. Rồi chứng minh lời tổ nói sẽ hợp với ý Phật. Kinh Phật dạy cũng chia ra giáo nhanh chóng và giáo theo thứ lớp. Đó, khi chúng ta không được những vị tổ chỉ dạy, mình chỉ tưởng giáo lý của Phật là cứ tiệm tu, nhưng thật sự trong giáo lý của Phật có giáo lý đốn ngộ không? Có. À, đốn ngộ, đốn giáo. Thiền tông cũng vậy, cũng có pháp đốn và tiệm. Thưa đại chúng, xin trả lời coi nắm vững phần này chưa? Thiền mà tiệm tu là thiền nào? Trả lời bằng bàn tay. Thiền mà tiệm tu là thiền nào? Đừng có bứt tóc, bứt lông mày, cạo đầu rồi tóc không còn, khỏi bứt tóc suy tư. À, đưa ngón tay thôi, đâu có ngồi tính ngón tay, đếm ngón tay, ngón chân gì cho rắc rối. Tiệm tu là tứ thiền, bát định, tiệm tu đó. Và trong thời gian đầu, Phật giáo cũng tu. Ngay cả Thái tử Tất Đạt Đa đi tu có bằng tứ thiền bát định không? Có. Nhưng đó là giai đoạn đầu để điều phục tâm, bớt loạn tưởng. Nhưng đó chưa phải là rốt ráo, đó mới là tiệm tu. À, nhưng mà rốt ráo chính là nhận được cái tâm bất sanh bất diệt của chính mình. Đúng là chỉ thẳng nơi tâm mình có bản tánh bất sanh bất diệt, y nơi đó khởi tu. Câu này là câu những vị còn sơ cơ và luôn cả những vị đang tu mà thỉnh thoảng tập khí phiền não cũng khởi lên, thì chúng ta phải ghi nhớ điều này. Chúng ta phải luôn luôn nhắm thẳng nơi cái tâm của mình, nhắm thẳng nơi bản tánh bất sanh bất diệt và y nơi đó khởi tu, gọi là xứng tánh khởi tu. Thì đó chính là đốn giáo. Tìm là có thứ lớp như lục diệu pháp môn, sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn và tình. À, thì thưa đại chúng, đó chính là tiệm tu. À, mình tu lục diệu pháp môn. Như hôm nay có người sẽ bước vào tu bằng sổ tức, theo hơi thở để điều tâm. Và có một lần chúng tôi gặp một cô đó trình bày con tu được 10 năm và con gặp một hoàn cảnh rất là khổ đau. Trong gia đình con tự nhiên những người thân lần lượt ra đi, còn lại một mình ở thế gian, con buồn khổ. Cho nên pháp của Phật như là cái phao giúp con thoát khỏi đau khổ. Vì thế con tu sổ tức rất là tinh tấn. Rồi hỏi tu sổ tức rồi sao nữa? Cứ sổ tức thôi, cứ hơi thở thôi, chứ không có cái gì tiến lên được nữa.
À, nhưng mà thưa đại chúng, có phải như vậy không? Sổ tức là bước phương tiện đầu tiên thôi. À, sau khi tâm đã không có loạn tưởng thì mình sẽ nhận ra cái thanh tịnh đang hiện tiền, vì đó là cốt tủy của vấn đề tu Phật. Mình nhận ra cái tâm Phật của mình đang thanh tịnh, bất sanh bất diệt hiện tiền, nhận ra điều đó. Tiệm là tu xong pháp này rồi tới pháp kia, qua nhiều tầng bậc mới xong việc. Đó, khi mà tu tiệm là vậy đó. Thí dụ như tu sủ tức rồi sẽ còn tiếp tục nữa. À, chứ không phải là như theo lục diệu pháp môn thì sổ tức rồi phải tùy tức, đếm rồi phải qua giai đoạn không đếm mà chỉ theo hơi thở thôi, rồi tùy tức rồi là giai đoạn thứ hai phải lên một lớp nữa là chỉ. À, chỉ có nghĩa là tập trung để dừng vọng tưởng. À, rồi quán. À, quán mình mới thấy các pháp đều là duyên sanh không thật. À, rồi hoang, rồi diệt hay là tịnh. Đó. Hai giáo và hai môn này đều phù hợp nhau, cứu kính là đưa người tới chỗ giải thoát. Đó, chúng ta tu bất cứ là tu pháp gì, nhưng mà cuối cùng phải giải thoát. Mà giải thoát là sao? Là sống với chân tâm thanh tịnh, không có nằm trong nhị nguyên đối đãi phân biệt. Đó, cái đó là chỗ tĩnh lặng và nhưng, không có tạo nghiệp. Nhưng lúc đó trong thời ngài Khuê Phong, người giảng kinh thì nghiêng về tìm, còn người truyền thiền thì nghiêng về đốn. Cho nên hai bên không hợp nhau, cách biệt như hồ Việt. Xưa bên Trung Hoa, hai nước Hồ Việt xung đột nhau, không gần nhau được. Thì lúc bấy giờ, khi ngài Khuê Phong thấy tình trạng truyền bá Phật pháp bị bế tắc, tức là có người phù hợp với pháp môn thiền, có người phù hợp với giáo lý, và đôi khi mình tiến tu thiền cũng từ cái hiểu giáo lý mà tiến lên. Cho nên nếu mà bế tắc không có sự dung hợp thì nó sẽ trở ngại cho việc hoằng truyền chánh pháp. Nên ngài Khuê Phong vì pháp quên thân mạng mới khởi tâm đại bi. Khởi tâm như thế nào? Mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người. Đó là tâm từ bi của Bồ Tát. Như vậy có trái với đạo lý không? Vì mình tu chưa xong mà ra dạy người. Ở đây chúng ta sẽ nghe cái tinh thần Bồ Tát có hai hạng. À, theo tinh thần của Thiền Tông, có thể làm thiện tri thức trong hai trường hợp. Thiện tri thức có nghĩa là làm thầy giúp cho người ta tiến tu. Có hai trường hợp. Một là giải ngộ, hai là chứng ngộ. Chữ giải có nghĩa là hiểu, understand. Còn chứng ngộ có nghĩa là enlightenment. À, phải chứng là phải thực hành ngay đó, không còn lý luận nữa. Giải ngộ là sau khi nhận ra nơi mình có bản tánh bất sanh bất diệt. Ở đây nhớ điều này nha. Cho nên khi mình tin mình có bản tánh bất sanh bất diệt, ở đây là đạt tới trình độ nào đây? Giải ngộ đó, tức là giác ngộ, nhưng mà giác ngộ trên kiến giải thôi, trên văn tự thôi. Mấy quý đệ hiểu không? Đó, vậy tới đây cái mình ngừng được không? Nói tôi biết rồi, tôi nghe, tôi hiểu rồi, phải chưa? Chưa, chỗ này mới là bước một thôi. Nhưng nhận nơi mình có bản tánh bất sanh bất diệt, có thể làm thiện tri thức hướng dẫn người khác tu. Nhưng cẩn thận, đôi khi hiểu mà xúc sự thì mình lại trở về cái tâm của phàm phu của mình,
sẽ khiến cho người mình nhắc nhở tu thối tâm. Nó ủa sao nói hay quá mà sao làm không được, người ta sẽ thối tâm, cho nên cẩn thận. Cũng như người biết đường về nhà mà chưa tới nhà, nhưng thấy anh em bà con tìm đường về nhà mà không biết đường đi, người ấy dừng lại kêu họ chỉ dùm con đường về nhà. Đó là... đây là trường hợp của Ngài Khuê Phong. Ngài thú nhận là mình chưa xong. Vậy nếu trong huynh đệ chưa xong có gì buồn không? Buồn thì hơi chấp ngã đó nha, hơi ngã mạn đó nha. Ngài Khuê Phong là tổ của Tông Hoa Nghiêm đó, mà Ngài chưa xong. Ngài nói như vậy vì Ngài chưa thành Phật, chứ không phải là Ngài tu dở đâu. Ngài chưa thành Phật cho nên gọi là chưa viên mãn, chưa xong. Nhưng muốn làm lợi ích cho người nên phải ra giảng dạy. Đó là trường hợp thứ nhất, giải ngộ, tin hiểu sâu sắc, cho nên hướng dẫn cho mọi người cũng tin hiểu sâu sắc. Trường hợp thứ hai là phải chứng ngộ. Đây là bậc thiện tri thức làm thầy dạy mà chính đã chứng ngộ. Trường hợp như Đức Phật, sau khi hoàn toàn xong việc, Ngài mới ra giáo hóa chúng sanh. Vậy tới đây ai chưa xong có cảm thấy phiền não không? Chưa xong thì phiền não, có nghĩa là người này chả hiểu gì cả. Người xong việc là ai? Là Đức Phật. Mèn ơi, nhớ điều đó ha. Cho nên nếu mà mình nỗ lực tiến tu, có chí nguyện là tốt, nhưng mà phải vừa chừng thôi. Quá đáng cũng là si mê, chấp ngã chấp pháp. Do thấy người cùng pháp sai, pháp do người thành bệnh, nên Ngài rút gọn những lời dạy của Phật Tổ trong kinh Luật Luận Sớ, để cho người sau biết được gốc mà tu hành. Ngài sở dĩ phát tâm ra dạy để làm lợi ích cho người, và vì sao? Vì thấy người cùng pháp sai, cái người này hiểu pháp không trúng, rồi đi giảng dạy không trúng, rồi pháp do người mà thành bệnh, cho nên Ngài mới từ bi, không có nói tôi hiểu như vậy tôi dạy cho huynh đệ, mà Ngài rút gọn những lời dạy của Phật, của Tổ. Lấy lời dạy của Phật, của Tổ ở đâu? Ở trong kinh nè, trong luật nè, trong luận và trong sớ giải nữa. Sớ giải có nghĩa là giải thích của kinh Luật Luận, để cho người sau biết được gốc mà tu hành. Hôm nay nhớ điều đó, tất cả đều phải nhớ cái gốc để tu, mà cái gốc chính là bản tâm thanh tịnh, là ông chủ, là chân tâm, gọi bằng nhiều tiếng, nhiều cách, cũng gọi là tri kiến Phật, cũng gọi là Như Lai Tạng, nhiều tiếng, nhiều danh từ, nhưng đó chính là gốc để tu hành. Và Ngài chứng minh là lời của Tổ phù hợp với ý Phật. Đó, Ngài làm điều này là để chứng minh cho thấy lời Tổ phù hợp với ý của Phật. Người cùng pháp sai có nghĩa là pháp của Phật dạy một đường mà người thực hành một nẻo, cho nên nó sai. Thì khi mà chúng ta còn sơ cơ cũng vậy, nhiều khi giảng như vậy chứ mình hiểu chưa tới, cho nên nhiều khi không đáng phiền não mà mình lại phiền não, vì người cùng pháp sai. Pháp của Phật dạy một đường, lời của Tổ khai thị một ý mà mình lại hiểu chưa tới nơi, mình thực hành một nẻo khác đi. Nên tu không được lợi ích an lạc mà lại thành bệnh. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe một câu chuyện quan trọng, để trên đường tu chúng ta phải cẩn thận.
khi học một cái gì mới, mình phải hiểu cho thật kỹ để không sai lầm. Trong kinh A Hàm có kể câu chuyện, một hôm có người ngoài đạo đến hỏi Phật: Này Cù Đàm, giáo lý của Ngài có Niết Bàn chăng? Nếu có, thì có người chứng được Niết Bàn không? Ngoại đạo hỏi như vậy, giáo lý của Phật có Niết Bàn không? Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta trả lời, ai thấy có xin giơ tay lên. Giáo lý của Phật có Niết Bàn. Và có người chứng được Niết Bàn không? Ai thấy có xin giơ tay lên. Có chứng được Niết Bàn. Thì Đức Phật đã trả lời, giáo lý của ta có Niết Bàn và có người chứng được Niết Bàn. Cù Đàm đã chứng chưa? Khi nghe ngoại đạo hỏi như vậy, Phật đáp, ta đã chứng được. Chúng ta nói rõ chỗ này chứng được cái gì? Chứng được Niết Bàn. Mà Niết Bàn có nghĩa là tự tánh thanh tịnh, chính là bản tâm bất sanh bất diệt. Chúng ta hiểu như vậy đó. Nếu giáo lý của Ngài có Niết Bàn, Ngài đã chứng Niết Bàn, vậy tất cả đệ tử Ngài có được Niết Bàn hết chăng? Suy nghĩ, tất cả đệ tử của Phật sẽ chứng được Niết Bàn hết phải chăng? Phật đã trả lời rất thật, chứ không phải vì nói chuyện với ngoại đạo rồi muốn chứng tỏ mình mà nói sai sự thật. Phật đáp, đệ tử của ta có người chứng được Niết Bàn, có người không chứng được Niết Bàn. Giờ xin hỏi nhỏ, làm sao biết người đó chưa chứng Niết Bàn? Làm sao biết? Vì người đó có phiền não, có vọng tưởng thường, có phiền não thường, có vọng tưởng, thì người này chưa chứng được Niết Bàn. Còn người nào không có phiền não, không có vọng tưởng, hay nói một cách khác, vọng tưởng phiền não sanh khởi liền không theo, dừng ngay tức khắc. Đó, hai trình độ như vậy đó. Tại sao giáo lý của Ngài có Niết Bàn, Ngài đã chứng được Niết Bàn, mà Ngài dạy đệ tử có người chứng, người không chứng? Ở đây giờ nói nhỏ nha, giống như Hòa Thượng dạy, dạy cái giáo lý của thầy dạy cũng là giáo lý của Phật dạy, mà dạy để chứng Niết Bàn có nghĩa là đối với Thiền Tông là thể nhập chân tâm, chân tâm hiện tiền. Vậy thầy có làm được điều này không? Sư ông làm được không? Được. Vậy đệ tử của thầy có làm được không? Có người làm được, có người không làm được. Vì sao? Câu này đó mình có thể dám trả lời trước không? Để coi như từ đó nhắc mình. Tại sao? Tại sao có người không chứng được mà có người chứng được? Vậy thiên vị phải không? Vậy Phật thiên vị, ai dễ thương cúng dường Phật, cái Phật cho chứng Niết Bàn. Còn mấy người mà ở xa xa lâu lâu mới về gặp một lần, không cho chứng phải không? Không. Phật mới đem một thí dụ. Quý vị thấy cái sự khéo của Đạo Phật là như vậy, lấy một thí dụ để nói lên những điều khó nói. Niết Bàn là cảnh giới khó nói. Phật nói một chuyện rất là bình thường. Phật hỏi lại, ở đây gần thành Vương Xá, vậy ông có biết thành Vương Xá không? Dạ biết. Ông có rành đường đến thành Vương Xá không? Ngoại đạo liền đáp hiền lành nhan, dạ biết. Có thành Vương Xá và ông rành đường về thành Vương Xá. Giả sử có ông A và ông B nhờ ông chỉ dùm đường đến thành Vương Xá. Khi đó ông chỉ, nè chỉ nè, đi thẳng nè, tới ngã ba thì quẹo trái. Đoạn 1 như vậy nha.
Rồi đi một đoạn nữa đến vườn hoa. Bên kia vườn hoa là thành vương xá. Nhưng nghe hướng dẫn như vậy, ông A đi tới ngã ba thì quẹo mặt. Tới đây trật chưa? Ngay đoạn đầu là đã trật rồi. Tới ngã ba thay vì dặn quẹo trái thì cái ông A ông quẹo mặt. Như vậy ông A có tới thành vương xá được không? Không, không. Cũng giống như biểu rằng đối cảnh đừng trụ. Mà mình dính mắt là mình trụ chưa? Trụ ngay chỗ đó là đã biết có niết bàn không? Không, không có rồi. Phải khóc là đúng rồi, phiền não là đúng rồi, vì làm trật rồi. À, còn ông B thì sao? Ông B đi đúng theo lời ông chỉ. Vậy ông B có tới thành vương xá không? Tới. Vậy tới nơi hay không tới nơi do ai quyết định? Do chính người đó chịu trách nhiệm. Đó, vậy hôm nay huynh đệ nên nhớ nha, tu thiền và tu Phật chủ yếu phải nhớ cái gì? Đó, xin dừng lại đây và mời nói trước khi nghe hết cái đoạn cuối này. Tu phải nhớ cái gì? Để nhớ rồi mới không có quẹo. Người ta nói quẹo trái thì mình quẹo mặt. Biểu giữ cái tâm gì hiện tiền? Tâm thanh tịnh, cái tâm Phật, cái tâm bất sanh bất diệt. Còn mình toàn là dùng tâm phàm phu không, thì làm sao mà tới nơi an lạc giải thoát được. Một người thì tới, một người thì không tới được thành vương xá, dù là được một người hiểu biết chỉ dạy. Tại sao có thành vương xá? Ông là người biết rành đường về thành vương xá. Ông chỉ đường cho hai người kia đi. Tại sao người đến, người không đến? Lỗi tại ai? Tới đây thì lỗi tại ai? Lỗi tại người đi. Lỗi tại cái người học mà hành trì không đúng như những gì đã học. Nếu người đi đúng theo lời tôi chỉ thì tới, còn không y theo lời tôi chỉ thì không tới. Đó, đó là một câu chuyện gọi là thí dụ. Đây là một pháp thường dùng ở trong Phật Pháp. Mình hiểu cái thí dụ dễ dàng. Bây giờ vô trả lời nè. Ta cũng vậy. Giáo lý của ta có niết bàn. Nếu không qua thí dụ khó trả lời chỗ này lắm. Ta là người đạt tới niết bàn, nhưng ta dạy đệ tử, ai y theo lời dạy của ta mà tu, y lời dạy nha, phải đi thêm một bước là tu, là thực hành, thì đạt tới niết bàn. Nếu không y theo thì không đến. Không y theo lời dạy, không thực hành đúng như lời dạy thì sẽ không đến. Đến đâu? Đến niết bàn. Đâu phải lỗi tại ta. Và đây chính là ý nghĩa người cùng pháp sai. Cái người thực hành đó không có làm đúng như pháp, đúng như lời hướng dẫn. Đó, hôm nay chúng ta tạm dừng buổi học ở đây và xin nhắc lại đại chúng. Mỗi buổi học là một buổi nhắc nhở. Và chúng ta thực hành vào lúc nào? Ra khỏi lớp học là bất cứ lúc nào chúng ta cũng điều chỉnh. Làm sao luôn luôn sống với bản tâm, luôn luôn quy sáu căn về chân tâm. Và cái pháp thiền do Hòa Thượng chỉ dạy, chúng ta trước nhất khi ngồi thiền mình phải dụng công. Mình phải thực hành ngồi thiền mà quy sáu căn là sao? Rồi khi đi đứng nằm ngồi không có gặp ai, đừng có ham nói chuyện. Thấy người mà ham nói chuyện, vồn vã, có vẻ xã giao là biết người này tu giỏi không? Không, người này chắc nghèo rớt mồng tơi đó. Tại vì phung phí cái công đức của mình, phung phí, không có tích lũy công đức, phước đức. À, cho nên đi đứng nằm ngồi chúng ta lại tiếp tục. Dầu đang công tác, nghe nói đi đứng nằm ngồi cái thích quá, nói đó đâu có chữ công tác, cho nên mình mới không thích công tác, phải không?
trong công tác vẫn đi đứng nằm ngồi. Chúng ta luôn luôn chân tâm hiện tiền, sống với chân tâm. Và sau khi đã thuần thục như vậy thì khi xúc sự mình vẫn chân tâm hiện tiền, lúc nào cũng như vậy thì chính là đã thành tựu Niết Bàn. Đã hiểu Niết Bàn và thành tựu Niết Bàn, giải ngộ và chứng ngộ. Và Niết Bàn chính là chân tâm, chính là tâm bất sanh bất diệt. Và thưa đại chúng, Niết Bàn trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng nói chính là thuần thiện, một cái thiện trọn vẹn. Đó, cái thiện này nó không nằm đối đãi với ác, mà một cái thiện trọn vẹn. À, xin kết thúc buổi học ở đây. Chúc tất cả huynh đệ nhớ nha, luôn luôn sống với chân tâm. Yếu thì quy sáu căn về chân tâm, thuần thục rồi thì thể nhập chân tâm. Thể nhập có nghĩa là hằng sống. Còn kia đằng cái sơ cơ thì quy, có nghĩa là trở về. Tiếp xúc thì mình liền trở về. Nhưng mà nếu thuần thục thì vừa tiếp xúc là tiếp xúc bằng chân tâm. Và chúng ta làm điều này cho thuần thục thì chính là chúng ta được viên mãn đạo quả Bồ Đề. Xin mời cùng hồi hướng kết thúc buổi học. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Thank you.
đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm hãy gắng gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này, an lạc là đây.